Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Gaming Minh. Có một nghịch lý như thế này nè. Nintendo Switch là một cỗ máy chơi game di động, chúng ta có thể ngồi chơi ở bất cứ đâu. Thế nhưng nếu muốn xuất hình ảnh lên màn hình TV để chơi cho đã thì lại phải tha theo chiếc dock to cồng kềnh này. Mặc dù là gần như toàn bộ phần mạch của dock chỉ nằm ở ô vuông như này thôi, nhưng vì thẩm mỹ mà Nintendo đã làm giảm đi khả năng cơ động của máy đi rất nhiều. Và đây chính là giải pháp dành cho anh em hệ Switch chúng ta. Sản phẩm dock kim sạc 65W đến từ thương hiệu Indie nổi tiếng. Và em nói lợi hại như thế nào thì cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi. Chọn bộ sản phẩm cũng rất là đơn giản. Anh em sẽ sở hữu chiếc dock sạc đa năng của Indie, cũng như là một sợi cáp C2C chất lượng cao nha. Bọc dù hẳn hoi luôn. Chiếc dock sạc đa năng của Indie có ngoại hình rất là nhỏ gọn, thậm chí là nhỏ hơn các cục sạc 65W khác trên thị trường luôn, bởi vì nó được sản xuất theo công nghệ GaN, tức là Gallium Nitride. Công nghệ này giúp thu gọn kích thước đáng kể cho các cục sạc công suất cao hiện nay, thậm chí là nó còn nhỏ hơn cục sạc của Nintendo nữa nè. Cục sạc kim dock này còn là phiên bản đặc biệt Cyberpunk, nên anh em sẽ thấy ngoại hình rất là đẹp luôn. Màu xám bạc với các họa tiết cơ khí được trang trí rất ngầu, nổi bật giữa đám đông, vì đa phần là các cục sạc đều chỉ có một màu độc nhất mà thôi. Hơn nữa là phần chấu sạc nay có thể bật mở hay thu gọn vào, tiết kiệm diện tích hơn nữa khi anh em mang theo bên mình, cũng như là tránh bị cấn dẫn đến gãy chấu sạc sau này. Tính năng tuyệt vời nhất của sản phẩm này thì nó có thể vừa là sạc, vừa kim dock xuất hình ảnh cho Nintendo Switch hay các thiết bị khác như là laptop, iPad v.v. Với chức năng sạc thì công suất đạt tới 65W lận nha, rất cao, dư dùng để sạc Switch cũng như là sạc laptop, MacBook, iPad khỏe re. Còn về chức năng xuất hình ảnh thì củ sạc của Indie cũng hỗ trợ xuất hình ảnh lên tới 4K 60Hz. Thông số này cũng quá dư cho Nintendo Switch luôn, bởi vì Switch chỉ hỗ trợ tối đa là Full HD 1080p mà thôi. Anh em cũng có thể tận dụng để xuất hình ảnh cho các thiết bị khác như là laptop, iPad, thậm chí là Steam Deck ngon lành. Ngoài ra thì củ sạc Indie đa năng còn trang bị thêm cổng USB-A 5W để chúng ta có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi khác như là tay cầm có dây, chuột, bàn phím v.v. Tiện lợi cho anh em game thủ sử dụng nha. Đấy, từ chiếc dock to đùng, cổng cục sạc bự chà bá như thế này mà giờ anh em chỉ có thể mang nhiều đây thôi, quá tiện để mang theo bên mình. Chỗ nào có TV hay màn hình như là khách sạn hay là chiếc màn hình di động mình có ở đây thì có thể chơi được ngay luôn ha. Và sản phẩm hiện đang có hàng tại Học viện Gaming Shop, anh em có thể inbox ngay cho mình qua fanpage hoặc là đặt hàng tại website hocviengaming.vn. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi đến hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới trên Học viện Gaming nhé. Bye bye.